Con dâu 8 tháng 3 ai cũng tặng quà, còn nhỏ em chồng con gu. Cái gì mẹ? Con là chỉ có một cơ hội thôi với mẹ. Con này hôm nay có màu xanh nữa trời. Thôi chọn màu vàng cho nó an toàn. Đi liền. Tới rồi mẹ ơi. Nhớ chọn nào rẻ rẻ nha. Trời, tưởng làm đẹp ở đâu, thì ra là ở viện thẩm mỹ Diva nè. Nè mẹ, mẹ chọn đi. Tới đây mà còn chọn nữa hả? Cái collagen, yeah. Cũng như mọi lần, đầu tiên là sẽ được thăm khám và tư vấn bằng công nghệ soi da AI, có thể soi ra được 15 vấn đề của da và đưa ra phương pháp cải thiện giúp da mình khỏe mạnh sâu từ bên trong. Sau đó hai mẹ con hí hai hí hửng đi vào phòng để thực hiện cái collagen, mà đâu có làm liền. Với đội ngũ bác sĩ giỏi và giàu kinh nghiệm thì bước tiếp theo là phải vệ sinh da, tẩy trang, rửa mặt, tẩy tế bào chết. Tiếp theo là sử dụng tinh chất collagen 100% tự nhiên, nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, mang lại làn da sáng mịn hồng hào căng bóng, đồng thời còn giúp kích thích sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi săn chắc cho da của mẹ nữa. Sau đó đi điện tinh chất, gần cuối là sẽ dùng công nghệ plasma lạnh để giúp kháng khuẩn giảm sưng đỏ, làm dịu da sau điều trị. Trời, nãy giờ con gái mới lại thăm tôi kìa. Cuối cùng là đắp mặt nạ, massage thư giãn cái đầu. Xong thì mẹ được hướng dẫn chăm sóc ăn uống cho thích hợp. Về mà chồng khen là phải thưởng cho con một ly trà sữa nha. Lúc xuống tính tiền mẹ mới biết là đang có chương trình tri ân phái đẹp 8 tháng 3, tháng của nàng, viện thẩm mỹ Diva gửi tặng nửa thế giới, 2000 ưu đãi hot, đồng giá dịch vụ cao cấp chỉ còn 830 ngàn, combo đẹp trọn vẹn chỉ còn có 8,3 triệu, ưu đãi tới 38% vào thẻ khách hàng thân thiết. Bởi vậy con gái nó nhiệt tình ghê. Ngoài ra ngồi nghe tư vấn thì mua mỹ phẩm cao cấp được giảm thêm 8% và nhận được nhiều quà hấp dẫn. Sao mà quá trời ưu đãi cho phụ nữ chúng tôi vậy nè Diva ơi. Sau một tuần mẹ quay lại để kiểm tra và nhận luôn cái combo chăm sóc da mà mẹ được tặng khi là khách hàng thân thiết của Diva đó con. Nhớ là tất cả ưu đãi chỉ được áp dụng từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 20 tháng 3 thôi đó. Nhanh lên, nhanh lên. Hãy để Diva giúp con đẹp hơn mỗi ngày.